Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam VWA sẽ tổ chức cuộc thi My Portfolio danh mục đầu tư nhằm mục tiêu chuẩn hóa phương pháp xây dựng danh mục cổ phiếu để mọi người có thể đưa ra các quan điểm xây dựng danh mục và đánh giá hiệu quả việc đa dạng hóa danh mục của bản thân, từ đó đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho cộng đồng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 12 tháng 8 năm 2024 đến hết 12 tháng 9 năm 2024. Tất cả thành viên trong và ngoài nước đều được tham gia dự thi theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và các thí sinh tham dự cuộc thi đều có cơ hội nhận vé tham dự chương trình WeTalk Đầu tư gì cuối năm 2024 tổ chức trực tiếp tại thành phố Hà Nội. WeTalk Đầu tư gì là sự kiện lớn nhất của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam. Mỗi năm đều thu hút hơn 200 khách mời tham dự trực tiếp và hơn 400.000 lượt xem trực tuyến. Truy cập group cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam hoặc quét mã QR code trên màn hình để cập nhật thông tin về thể lệ và tham dự cuộc thi My Portfolio cùng các thông tin mới nhất về WeTalk. Xin chào tất cả khán giả kênh Tài chính và Kinh doanh. Hôm nay tôi có một cái tiêu đề bài báo ở đây, đó là giải mã thua lỗ. Thị trường chứng khoán đã có một phiên giảm mạnh vào ngày 5 tháng 8 khi VN Index mất 50 điểm và giảm xuống dưới ngưỡng 1.200 điểm. Okay. Cái bài báo này chắc có lẽ là nó diễn ra sau ngày thứ hai, gọi là ngày thứ hai đen tối tuần trước, đúng không anh Tuấn? Vâng, hôm nay thì chúng ta đều thấy đã tròn một tuần kể từ cái ngày mà thị trường không hiểu làm sao mà có một cái sự sụt giảm lớn như vậy. Và bài báo này là từ hôm thứ Sáu, tức là cuối tuần. Tức là đầu tuần có sự kiện thì cuối tuần sẽ có giải mã, anh không? Thế nhưng mà tôi nói vui với anh Tuấn, từ nãy giờ tự dưng là giải mã thua lỗ để làm cái gì không biết. Thua lỗ rồi giải mã làm gì? Giải mã rồi thì tôi nghĩ rằng là chắc là hy vọng là có một cái bài học. Và chắc là sau đó thì hy vọng là lần sau thì chúng ta lại có thể là giải mã nó. Tức là chuẩn bị. Không thì lần sau lại giải mã thua lỗ tiếp. Vâng. Chúng tôi nói câu chuyện vui một chút thôi, nhưng mà thực tế rằng là đối với các nhà đầu tư thì tôi có đăng một cái dòng trạng thái ở trên trang cá nhân của tôi, đó là chúng ta luôn phải có một sự chủ động. Đấy. Sự chủ động trong thứ nhất đó là chúng ta phải thiết lập một cái vị thế, làm sao cái vị thế của chúng ta là luôn chủ động đối với thị trường. Thứ hai là từ đó thì hành động của chúng ta là chủ động. Thế còn nếu như mà chúng ta thua lỗ rồi mà chúng ta giải mã thì chúng ta chỉ học được cái bài học thôi, nhưng mà lần sau lại tiếp tục giải mã. Thế thì tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi lẽ thị trường chứng khoán là một cái thị trường mà có mức độ biến động rất là cao. Đấy, chúng ta cần phải hiểu điều đó, đúng không anh Tuấn? Cái này thì tôi còn nhớ rằng là vào cái thời điểm tuần thứ sáu của cái tuần trước mà có cái đợt bán tháo này, thì tôi cũng có nói rằng là một tuần giông bão, và tôi nói rằng là cái cách mà để chuẩn bị trước cho những cái biến cố thị trường ấy, thì đấy là cái cách chúng ta quy định về cái tỷ lệ tối đa cổ phiếu và cả tiền trong danh mục. Và hôm đấy tôi có nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là cái tỷ lệ tối đa trong cái hồ sơ rủi ro hiện tại vẫn chỉ là 55%, và nào không thích vàng, không thích trái phiếu thì tôi cứ để tiền mặt cũng được. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự chủ động của anh Long nói ấy, thì chắc là nó phải cụ thể ở đây là cái gì. Tôi nghĩ rằng là đối với những cái gì chúng ta không biết mà chúng ta không kiểm soát được ấy, thì thôi tạm thời chúng ta cứ để là dạng tiền, được không? Thế còn những cái gì mà chúng ta kiểm soát được thì chúng ta mới, lúc nào tôi cũng thấy những cái tiếng hô ở trên thị trường, một là phải 100% cổ phiếu, hai là phải rất là giỏi, là cứ như là cái chuyện đấy chắc chắn xảy ra là sẽ bán sạch cổ phiếu đi và để 100% tiền. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái cách khá là khó, không hiểu anh Long thấy nào. Nhiều người còn đòi hỏi rằng là những cái sự kiện như kiểu thứ hai vừa rồi, đặc biệt là những cái giao dịch như là carry trade Đồng Yên ấy, là phải được cảnh báo từ trước, đúng không? Thực ra thì không ai có thể làm được điều này. Đấy là một cái điều mà tôi có thể chắc chắn ở trên thị trường. Thế nhưng mà cái mà chúng ta có khả năng làm ấy, để chúng ta ứng phó với thị trường biến động ấy, đó là chúng ta sẽ phải quản trị danh mục đầu tư của chúng ta. Đúng không anh Tuấn? Chúng ta sẽ xem những cái bài báo tiếp theo xem họ nói cái gì ạ. Ở đây thì bài báo tiếp theo là giải mã xong thì sau đợt bán tháo chứng khoán khó dự báo. Tức là bài học là khó dự báo. Nhưng tôi vừa nói là thực tế những cái biến động rất là ngắn hạn như vậy, đúng là hoàn toàn không có khả năng dự báo, nhưng nó không phản ánh cái bản chất của một thị trường. Chúng ta biết là ngày thứ hai đó thì chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản là giảm hơn 13%, nhưng chỉ sau đó một ngày thôi nó đã phục hồi hơn 10%. Như vậy thì cái bản chất thị trường nó không tệ như vậy. Nó là một cái sự kiện nó gắn đến một cái hoạt động mà cái sự kiện đó gần như rất là hiếm xảy ra. Chúng ta vẫn nói về sự cố hay là biến cố thiên nga đen, đúng không ạ? Thế còn chúng ta mà đang cố gắng để đi, một là dự báo trước những cái điều này, hay là giải thích cái điều đó, thì đúng, có lẽ là chúng ta suốt ngày phải đi giải mã thua lỗ mất. Có một cái đặc điểm của các cái thị trường mà phát triển, anh Long, đó là hầu hết các cái giao dịch được thực hiện bởi máy.
Có nghĩa rằng là có những cái thuật toán để làm sao nếu đến một cái ngưỡng nào thì họ sẽ ra cái lệnh cắt lỗ. Và như vậy thì khi mà nó họ cái thị trường họ bị giảm ấy, thì tất cả các lệnh đều là lệnh bán và nó sẽ sụt giảm rất là nhanh. Thậm chí nếu như mà chúng ta theo dõi thông tin thì ngày hôm đó thì thị trường Hàn Quốc còn phải ngắt cái mạch của giao dịch để vì cái thị trường quá là lớn. Thế còn ở Việt Nam ấy thì tôi nghĩ rằng là chưa phải đóng bảng điện như vậy, nhưng mà cái tâm lý của nhà đầu tư, tại vì chúng ta không có một cái sự chuẩn bị trước, thì chắc chắn là cái tâm lý tôi thấy ai cũng bán thì tôi sẽ bán thôi. Và thực ra là nếu mà tôi là trader ấy, thì tôi rất thích bà con bán. Tại vì tôi đã có chủ động sẵn gọi là cổ phiếu trong danh mục, tôi chủ động tôi bán trước và tôi tạo cái tâm lý để mọi người bán theo, tôi sẽ chuẩn bị tôi canh mua lại. Cái phiên thứ 6 hôm trước ấy, tôi cũng ghi rất là rõ gọi là cái luồng giao dịch ở trên thị trường, trader bán khi nào và nhà đầu tư bán khi nào, bao giờ trader hoặc là cái khối tự doanh bao giờ cũng bán trước anh Lộc. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là có một cái thông tin mà tôi cũng khẳng định khá là nhiều lần ở trên kênh tài chính kinh doanh, đó là mọi người thường nhầm lẫn. Chúng ta cần phải hiểu rằng là theo thống kê ấy, thì 95% trader, tức là những người mà giao dịch mua bán thường xuyên ấy, là thua lỗ, được chưa? Thế chứ không phải là 95% investor là những nhà đầu tư. Nếu mà investor và chúng ta có một chiến lược đầu tư và quản trị danh mục tốt, xin nhấn mạnh lại đây là chúng ta quản trị danh mục, tức là cả một cái danh mục đầu tư bao gồm có các loại cổ phiếu, trong một cái bối cảnh là có phương pháp và chiến lược rõ ràng, thì khả năng chiến thắng của chúng ta không chỉ chiến thắng thị trường mà chúng ta luôn luôn duy trì được cái mức lợi tức khá là tốt trong nhiều năm. Thế thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh điều này. Chúng tôi sẽ có một cái chương trình gọi là chương trình từ đầu năm thì chúng ta có chương trình là đầu tư gì hàng năm, đúng không? Đúng cái rồi. Chương trình đấy trở thành gọi là cái điểm nhấn của kênh tài chính kinh doanh cũng như là cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam rồi. Thế thì hàng năm chúng ta có thêm một cái chương trình là đầu tư gì cuối năm. Thế thì xin chia sẻ thông tin với tất cả khán giả kênh tài chính kinh doanh, đó là chương trình đầu tư gì cuối năm 2024 ấy thì sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 sắp tới. Thì sẽ bao gồm như đầu năm ấy thì chúng ta sẽ tổ chức offline tại khách sạn. Chúng ta sẽ có những khách mời rất là uy tín để chúng ta tham gia cái chương trình đầu tư gì cuối năm 2024 vào ngày 14 tháng 9 năm 2024 sắp tới. Thế thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin chi tiết để mọi người quan tâm thì chúng ta tham gia chương trình này, cũng như đầu năm thì chúng ta sẽ tổ chức offline và mọi người sẽ đi trực tiếp thì sẽ có rất là nhiều những cái giá trị và những cái quyền lợi được tham gia. Tuy nhiên thì những anh chị và các bạn nào mà ở xa thì chúng tôi cũng sẽ quay lại cái chương trình đó và phát một cách có chọn lọc. Xin chia sẻ là có chọn lọc các nội dung ở trên kênh tài chính và kinh doanh để mọi người có thể theo dõi được. Thế thì không phải là toàn bộ, bởi vì những người mà tham gia trực tiếp thì họ sẽ có cái quyền tham gia được toàn bộ. Thế trong cái chương trình này ấy, thì sẽ có một cái chương trình để chuẩn bị, cụ thể hơn nó là một cuộc thi. Và cái cuộc thi này thì chúng tôi sẽ công bố trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA. Các bạn sẽ tham gia là thành viên trong nhóm Facebook gọi là nhóm cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, Vietnam Wealth Advisor, viết tắt là VWA, thì tôi sẽ nhường lại cho anh Tuấn để chia sẻ với cái cuộc thi này. Vâng, anh Long có thể thấy rằng là cuộc thi tiếng Anh là My Portfolio, tiếng Việt là danh mục đầu tư của tôi. Chúng ta đã có, đây là lần thứ hai chúng ta đã tổ chức cái cuộc thi như thế này. Nhưng mà lần này thì chắc là cũng có sự khác biệt anh Long. Nếu như là trước đây thì chúng ta, cái cuộc thi đợt 1 thì chúng ta sẽ thiên về danh mục đầu tư, đa kênh đầu tư đi, cho mọi người dễ hiểu, nói đa lớp tài sản nhiều người không hiểu, tức là cổ phiếu vàng rồi bất động sản rồi trái phiếu. Nhưng năm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tập trung vào lĩnh vực là cổ phiếu, tại vì tôi nghĩ rằng là với cái con số nhà đầu tư là lên đến 8 triệu người, số báo cáo gần đây, số tài khoản gần đây, thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là danh mục cổ phiếu ấy, của mọi người ấy, thì càng ngày càng chiếm cái vai trò quan trọng trong cái việc đầu tư. Và chương trình thì chúng ta sẽ có một cái, tất cả mọi người đều được tham gia anh Long. Mỗi người thì trong cái chia sẻ về cái danh mục tại sao tôi chọn cổ phiếu này, và tối thiểu chắc chắn là cũng phải có 5-6 cổ phiếu. Tức là một danh mục chứ không phải là một cổ phiếu, đúng không? Đúng một rồi. Cổ phiếu trước đây chúng ta có chương trình gọi là stock picking ấy. Đúng rồi. Chúng ta sẽ lựa chọn một cổ phiếu, còn bây giờ chúng ta sẽ có
Theo quy định thì tôi nhớ không nhầm, chúng ta sẽ có từ 4 cho đến 7 cổ phiếu trong một cái danh mục đó, và tại sao lại cấu trúc ra cái danh mục như vậy? Vâng, anh Long vừa nói là 4 đến 7 cổ phiếu này, từ đó chúng ta sẽ viết bài đánh giá này, phân tích này. Ví dụ như là những cái khái niệm này những người đầu tư cổ phiếu đã khá quen thuộc, ví dụ như xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân này, rồi là những rủi ro chính mà việc đa dạng hóa danh mục có thể giảm thiểu, rồi là kỳ vọng của các cái và rủi ro trong cái lớp tài sản trong cái quá trình mà phân bổ cái danh mục đầu tư đó, cũng như là cái quan trọng nhất là tần suất cơ cấu lại danh mục. Tại vì không phải ai cũng gọi là để lâu lâu hay là đầu tư đâu, có những người thì đảo danh mục liên tục anh Long. Và khi nào thì cuộc thi này sẽ bắt đầu anh Tuấn? Cuộc thi này thì ngày 12 tháng 8 chính thức công bố cuộc thi, và chúng ta sẽ có một tháng để mọi người có thể chia sẻ, mọi người có thể công bố những cái danh mục của mình. Và ngày 14 tháng 9 thì cùng với cả đầu tư gì cuối năm 2024 thì chúng ta sẽ công bố trao giải cùng với chương trình WeTalk. Vâng, nghe rất là hấp dẫn đúng không? Đấy, thì mỗi người sẽ chia sẻ cái danh mục đầu tư của mình và đưa ra những cái luận điểm. Đấy, và đây câu chuyện là không có đúng có sai. Vâng. Thế thì những người khác, những thành viên của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA ấy, thì chúng ta, tôi nghĩ rằng là chúng ta nhìn vào cái danh mục đó chúng ta có thể học được rất nhiều, hoặc ít nhất chúng ta biết thêm các cái thông tin đúng không ạ? Vâng. Thế còn những người mà sẽ tham gia thì chắc chắn, và đặc biệt là còn được trao giải nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều giải. Vâng. Thì chắc chắn nó có một cái mà lợi thế, đó là chúng ta sẽ được quyền tham gia vào chương trình WeTalk đầu tư gì cuối năm 2024. Vâng. Đây không? Ở đây nếu mà bạn chưa từng tham gia các cái sự kiện WeTalk thì tôi có thể chia sẻ rằng là trong một cái không gian rất là ấm cúng, và thông thường thì mọi người, năm nào tôi cũng phải đảm nhiệm cái việc gì anh Long biết không? Việc đi kê ghế. Tức là tôi cũng phải hỗ trợ mọi người, tại vì mọi người đến khá là đông, và tôi thường xuyên phải nhắc các em là kê thêm ghế. Và thông thường thì cái buổi thảo luận của chúng ta diễn ra từ đầu đến cuối và không ai về cả. Mọi người còn phải đứng ở đằng sau rất là nhiều, đúng không? Và vì đấy là chương trình mà chúng ta xin nhắc lại là sự kiện. Các cái mốc thời gian của các sự kiện của chúng ta đó là ngày 12 tháng 8 thì anh Nguyễn Minh Tuấn sẽ công bố cái cuộc thi là My Portfolio, danh mục đầu tư của tôi trên nhóm cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam VWA, thì mọi người sẽ theo dõi để tham gia cuộc thi này. Sự kiện thứ hai, mốc thời gian thứ hai là ngày 14 tháng 9 thì chương trình đầu tư gì cuối năm 2024, và chương trình này tổ chức offline và sẽ có phát chọn lọc trên kênh tài chính kinh doanh. Và rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi, và hy vọng rằng là những cái sự kiện này thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều cái giá trị. Và trong đó thì những cái giá trị đặc biệt đối với chúng ta đó là chúng ta sẽ có một sự hiểu biết, để có thêm thông tin, và chúng ta luôn chủ động trong cái danh mục đầu tư của mình, chứ chúng ta không phải giải mã thua lỗ nữa. Và chúng ta sẽ giải mã thành công hay giải mã lợi nhuận được không ạ? Và mọi người hãy đăng ký kênh, nhấn vào nút like và share chương trình này để cho tất cả mọi người có thể theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Làm thế nào để nhà đầu tư tạo được danh mục tốt và quản trị danh mục đầu tư để sinh ra lợi nhuận đều đặn? Chương trình đào tạo quản lý danh mục đầu tư My Portfolio cấp độ 3 CWP chính là câu trả lời dành cho bạn. Với My Portfolio, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính đầu tư từ các cố vấn tài chính và quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 0942386611. Rủi ro từ những biến động thị trường, thay đổi chính sách có tác động lớn đến xu hướng tăng trưởng của thị trường tài chính. Làm sao để dự báo được những rủi ro này? Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình đào tạo giúp bạn nhận diện sớm những yếu tố tác động đến thị trường và thực hành dự báo qua công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện. Để tìm hiểu thêm thông tin, anh chị vui lòng truy cập đường link dưới phần mô tả hoặc hotline Zalo 0942386611. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 0942386611.